một màu tím tím, màu nâu tím mà đêm tối. Ôi đêm siêu dài. Và đặc biệt hơn là với sự hỗ trợ của người đánh trống rất là dễ thương ngày hôm nay, Hoa Missy. Cho anh nói trước được không? Dạ. Anh xin nhận xét về cái phần vừa rồi. Hòa ơi, em là một trong những cô gái thú vị nhất mà nó từng gặp trên cuộc đời này. Wow. Anh Duy cũng từng nói với chị như vậy cho đến khi chị nhạt nhòa dần. Trước tiên là chúng ta phải một tràng pháo tay dành cho anh trống cái đã. Dạ. Ủa nãy giờ là đàn nhép hả? Ủa anh Duyên không biết hả? Ồ anh không hề biết luôn á. Ồ thật là tự nhiên. Cái nét gì tự nhiên về sao luôn giờ ta cho anh Duyên là tự nhiên lắm. Không, Diệu Nhi là không biết thiệt luôn. Diệu Nhi không hề biết, đây là cả một trời dàn dựng luôn. Nhưng ít ra là biết được cái nhịp để mà theo được cái trống cũng là hay rồi. Trời ơi, người ta là huấn luyện. Tại vì em tìm hiểu trên YouTube thì em thấy có bản phối nó rất là hay ạ. Thì bản thân em phải nghiên cứu nhịp này trước, sau đó thì em mới dạy được các con. Cho nên em nghiên cứu sao về em đánh rồi té cái này rồi em. Bây giờ mình có cô Hòa với chú Lập với chú đánh trống. Đúng rồi, qua đúng một rồi. Bên. Đầu tiên là cô sẽ dành cho tụi con một cái lời nhận xét theo kiểu mà khán giả cô xem nha.
hai đứa con rất ngầu, hai đứa con đúng kiểu mà dân hát rock lên ai làm gì kệ, có trống không, không có không có thờ. Ở trong con người nó có được cái sự chất á, khi mà tụi con trình diễn á, tụi con đứng bất động như nào tụi con hát, nhưng mà cô vẫn cảm thấy được cái lửa trong người tụi con, làm cho cô cảm thấy rất là đã. Tụi con không hề có một cái sự sợ hãi, tại vì diễn với huấn luyện viên của mình thật sự là rất là áp lực. Nhưng mà khi tụi con trình diễn, tụi con lại cảm, cô cảm thấy được cái sự tự tin. Ôi cô Hòa, ừ cô Hòa đó, kệ cô Hòa. Kệ cô Hòa, tôi vẫn cứ hát. Và cô nhận xét về tiết mục này, đây là một tiết mục mang lửa rất nhiều, và đây là thể hiện cái sự tự tin mà tuyệt đỉnh song ca cần có ở các bé. Chúc mừng các con. Một tràng hô tay cho Trâm Anh và Thảo Nhi. Khi mà tụi con xuất hiện ở trên này á, chú ngay lập tức chú nói với cô Khải Như liền: ê, giống ba con mèo hồi xưa. Đúng rồi. Tức là tụi con có cái sự máu lửa của cô Phương Nguyên á, nhóm nhạc ba con mèo ngày xưa rất là máu lửa và cũng hát rock như thế này, và chơi cả được cả nhạc cụ nữa. Và chú cũng hy vọng là ở những vòng sau chú sẽ nhìn thấy được ở tụi con những cái gì đó mới lạ, đặc biệt hơn cái này. Cảm ơn. Thank you. Dạ, xin mời cặp đôi tiếp theo, mời anh Trung với lại Nhi ạ. Khi mà Hồ Bùi Trung nghe giới thiệu bài Sắc Màu thì nghĩ ủa, bài này đâu có hợp phong cách của hai bé này đâu, tại vì Trung đã từng nghe hai bé này hát rồi, cũng đâu có hợp đâu. Nhưng mà khi mà ra được á, hai con hát thì một phong cách rock sôi động, mà phải nói là nếu mà tiết mục này mà tụi con được chọn vô thì phải cảm ơn cô Hòa rất nhiều. Cô Hòa đánh mà chúng nó không ngần tiếp lửa, anh tùm lum luôn á. Thấy em gái em nó đánh vậy đó thì thông cảm, là tại tiết mục vậy thôi, chứ em nó hiền lắm, nó hiền thô, hiền lắm. Còn Diệu Nhi thì sao? Dạ, thật sự thì em cũng có cảm nhận giống như là các anh chị vừa mới nói thôi. Và đặc biệt một điểm nữa đó là các con hát rock rất là tự nhiên. Tụi con không phải cố gồng mình phải vậy, mà tụi con nhìn nó thoải mái, tự nhiên, giống như là bản chất của hai con là vậy vậy đó. Cho nên cô nghĩ là nếu mà hai tụi con có cơ hội vào vòng trong thì cô nghĩ hai tụi con làm được nhiều hơn như vậy nữa. Chúc mừng hai tụi con. Thể loại khác đúng không ạ? Đúng rồi, có bé có nhiều màu. Vâng. Thế thì bây giờ sẽ là sự nhận xét của Huỳnh Lập nè. Em cảm giác giống như em không phải người trong nhà này vậy đó. Sao vậy? Tiết mục này em cảm giác mờ nhạt nhất ba cô cháu. Nên đoạn cuối định lên. Nhưng mà vì em biết sao không? Anh đoạn cuối, anh Lập định lên giật cái cụm chùa. Cái cùi để đánh trống vậy đó. Nhưng mà vì cái đoạn cuối nó có một cái tu ti mà thật sự là chỉ có em nhớ được thôi, bởi vì em là về bên phần nhạc mà. Nên em bảo không được, bỏ ra để em đánh nốt cái tu ti này thì nó mới ra được cái hiệu ứng. Thấy thương quá, chạy lên đến hỗ trợ cầm một cây để hai đứa cùng đánh đi. Cái không cho cầm lại. Không, bị giật cái tu ti đó lại luôn. Rồi xong rồi cuối cùng là chỉ biết cầm cổ tay của em nó thôi là cứ đánh. Nhưng mà phải nói một cái điều này nè, có nghĩa rằng là tụi con thực sự bản lĩnh, vô cùng bản lĩnh luôn. Cái chuyện mà chú chạy lên như vậy đó, tụi con rất là dửng dưng với chú luôn. Có nghĩa là tụi con không màng, không màng xung quanh xảy ra chuyện gì hết. Tụi con cứ hoàn thành đúng cái sự đam mê của tụi con thôi. Nhưng mà cứ mở một chương trình, các bé sẽ có được một cái thử sức. Thì ngày hôm nay cô Hòa là huấn luyện viên cũng thử sức đánh trống rồi, thì tại sao những huấn luyện viên kia không thử đánh trống thử xem sao? Ngày đúng hôm rồi. Nay ba huấn luyện viên diễn viên của chúng ta sẽ cùng nhau hòa một bài nhạc. Hát đi con, cho khoan cả đi. Cho khoan cả đi, cho tôm cả đi. Đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Em tính nó làm màu xíu mà yếu tiền đình quá, chóng mặt quá. Bị rối loạn tiền đình. Hòa ơi Hòa, xin lỗi em, giờ anh thấy Diệu Nhi thú vị hơn nè. Trao tay cho Diệu Nhi được không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục phải nói rất là ngọt ngào, với hai giọng ca sẽ làm tan chảy bao nhiêu con tim của chính tất cả quý vị. Ngay bây giờ trên sân khấu xin được giới thiệu hai bạn nhỏ Quỳnh Nhi và Quốc Linh, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Trả lời gì nơi trong tim đầy mơ
còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đời lòng mẹ bao la tia câu dễ thương và ngọt ngào. Quốc Linh và Quỳnh Nhi đẹp quá, dễ thương và ngọt ngào nữa. Và đặc biệt hơn hết là tụi con làm cho tất cả mọi người đây gợi nhớ tới cái câu nói rất là quen thuộc của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đúng không ạ? Đại gia đình mình ơi. Không biết là gia đình mình ơi, gia đình mình đang nghĩ gì? Xin mời Hòa Minh Di và Huỳnh Lập. Nhi đúng không con? Dạ. Con là hát giọng Huế. À, hát giọng Huế nhiều. Rồi con chuyển sang bolero và được chú Trung định hướng sang hẳn một cái dòng nhạc này luôn, thì cô nghĩ là con đã rất là may mắn khi gặp được chú Trung và cô Diệu Nhi để mình có thể đi tìm một cái hướng khác cho bản thân mình đó. Ôi còn Quốc Linh ơi, vẫn là từ những ngày đầu tiên thích Quốc Linh quá tiếc, trời ơi. Tiếc hồi hồi. Con hát hay, bolero hay quá à Quốc Linh ơi. Thật sự là tất nhiên đi anh, trong cái lúc mà mình hát á, cái mình căng thẳng ấy kìa, mình quên lấy hơi cái là
câu cuối mình hết hơi luôn. Nhưng mà trong Quốc Linh nó có một cái sự mộc mạc và có một cái chân chất. Tức là em rất là thích giọng của Quốc Linh, thích phong cách con trình diễn. Và thật sự Quốc Linh chẳng cần làm gì cả, con chỉ cần đứng hát một chỗ thôi, chắc chắn tất cả mọi người, tất cả ánh nhìn đều hướng về con. Chúc mừng con, và cô nghĩ rằng con sẽ là một ca sĩ bolero sẽ rất nổi tiếng trong tương lai đấy. Cảm ơn cô. Còn Huỳnh Lập, với cái giọng hát của tụi con á, với cái chất liệu là bolero á, đúng là chính xác là tụi con chỉ đứng một chỗ tụi con hát thôi, không có cần làm gì ghê gớm đâu. Xịt khói tá lả tà la đó, nhìn cho nó mỏng mị một chút xíu thôi, nhưng mà nhìn vào vẫn thấy giọng hát của tụi con sáng nhất. Và chú thấy rằng là tụi con rất là may mắn khi mà nhận vào đội của chú Trung, và chú Trung đã xử lý tụi con từ những cái cách hát như thế nào đó để cho nó hòa quyện chung với nhau, mà cảm giác là không có ai lép hơn ai cả. Chúc mừng tụi con. Vô. Vô. Chú gì? Vô. Vô. Linh ơi, con có máu bolero. Đúng rồi. Máu là trong máu của con luôn rồi. Tức là con hát ra là người ta đúng cái kiểu cả bolero. Cả cái phong thái nữa. Mà chú thích con hát rất là chân thành, mộc mạc. Tụi con rất là tinh tế ở cái việc là không phải là mình lên hát là mình trả bài. Tụi con có cái sự xử lý bài hát ở trong đó. Chú cực kỳ thích ở cái chỗ mà Linh á, con hát cái câu là bài nhạc xe là con xe, là con xến lên luôn, xong là bắt ngược lại con là con cái gì xến đây, một cái vô đầu tăng cái là ngọt liệm chú gì ngọt. Lúc đó em có nhìn thấy anh Duy luôn, lúc em có nhìn thấy anh Duy là anh Duy khoái lắm, là khoái thật sự khoái. Mà cái đó là những cái tinh tế rất nhỏ trong cái việc mình xử lý bài hát, đó là những cái kỹ thuật mà tụi con có được cái điều đó ở trong cái cách hát bolero tụi con. Rất là hay, một tiết mục rất hay. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Cảm ơn tụi con nha. Mời chị Duy. Và một cái điều quan trọng nữa đó là bởi vì người ta nói không có cái gì bằng cái chuyện mà đúng người là chú Trung, đúng thời điểm là ngay cuộc thi này, và đúng lúc con đã trưởng thành. Chúc mừng con, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Khải Như, cảm ơn chú Duy. Và bây giờ xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi ạ. Em phải nói trước thôi. Mời em. Anh Trung kìa, mặt đỏ quét lên, mắt lên sắp khóc tới nơi rồi. Bởi vì tiết mục này không có cần phải làm gì hết, các con chỉ cần đứng và hát thôi. Chính vì vậy cho nên mọi người sẽ rất tập trung vào từng câu từng chữ của các con. Cho nên anh Trung phải kiệu từng câu kiệu cho các con hát từng chữ đúng với những cái gì mà nãy giờ mọi người nghe. Đến lúc mà anh đến nỗi mà lúc mà hai con hát anh Trung cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà nãy giờ chú Trung khóc tới nơi là trời ơi, coi kìa khóc kìa, rớt mắt rớt nha, rớt chưa? Rớt ba hột lệ rồi. Hãnh diện quá mà truyền lại cho hai đứa nhỏ như vậy là trời ơi, xúc động chết luôn á. Bài hát này á, chú đã từng được thầy Ngọc Sơn giật bắt qua nhà. Wow. Ngồi chỉ hát từng chữ một, chữ không là chữ khơm, xến khơm tô điểm lua la là phải đúng chỗ đó. Và em khen Quốc Linh rất là nhiều, nhưng mà anh tâm sự nè, khi mà tập á, Quỳnh Nhi kiểu cho Quốc Linh không đó. Yeah. Ờ. Khi mà con hát á là bạn Quỳnh Nhi dìu con rất nhiều, nên là khi mà con được mà hát chung với bạn đó là bạn đó đã giúp con rất nhiều rồi nha, chứ đừng có đòi đổi người nha. Một tràng vỗ tay cho hai bạn nhỏ ngày hôm nay, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ được đưa đến với một cái thôn làng rất là dễ thương trong một đêm hội mà có cái lễ hội gặt lúa nữa. Ca khúc Tình Lúa Duyên Trăng sẽ được thể hiện bởi hai giọng ca nhí rất là đáng yêu đến từ đội của anh Thanh Duy và chị Khả Như, đó chính là bạn Kha Thi và Nhật Quang. Xin mời. Ê Út Mén, nói ngày nghe nè. Gì vậy trời, đi đâu đẹp dữ vậy? Đẹp hả? Ừ, tôi mặc đồ đẹp vậy để đi hội làng chứ đi đâu. Ý, tôi cũng mặc đồ đẹp nè, cho tôi đi với. Ừ thì lẹ lên. Út Mén, có chuyện này nói cho nghe nè. Nói đi tôi nghe nè. Nghe xa xa mấy câu hát
Và đó chính là Nhật Quang và Khả Thi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Câu Hòa, xin mời Câu Hòa. Khi mà mình lần đầu tiên hát một bài mới ạ, và lại còn có áp lực đi thi nữa, em có thể hiểu được tâm lý của con là ngày hôm nay có vẻ là khá là căng thẳng, nên là đôi khi là hơi bị quên phần của mình hát một tí, đúng không? Không biết cô nhìn ra có đúng không? Mình hơi bị hụt một tí một vài đoạn, nhưng mà dù sao khi mà giọng của con cất lên á, nó rất là vang, rất là sáng. Cô chỉ muốn là cái đoạn mà các con nói chuyện với nhau á, nó lý lách, nó vui vẻ hơn, nó tinh nghịch hơn một tí, duyên dáng hơn một tí, thì nó sẽ hay hơn để vào bài ấy ạ, hiểu không ạ? Cái mà chú đã rất là khen con là con lấy lại cái sự bình tĩnh rất là lẹ. Ví dụ như có một cái đoạn là con bị quên lời, khi mà quên vào cái câu đó thì khi mà con hát được rồi á, con không bị lúng túng, con không bị giáp hay là con không bị quên nữa, con cứ nhẹ nhàng rồi con như cái điều đó chưa bao giờ xảy ra, và con vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, và con vẫn giữ được cái trạng thái bình tĩnh nhất có thể, và đó là cái bản lĩnh sân khấu của con. Phải dành một lời khen và một tràng vỗ tay rất là lớn cho đội của anh Duy về một cái tiết mục dàn dựng rất là hay và mang một cái màu sắc quê hương rất là rõ ràng, và các con đã làm rất là tốt, chỉ thiếu một tí sự tự tin thôi. Nếu mà được vào vòng trong thì cố lên nhé. Cảm ơn cô ạ. Vâng ạ, xin mời anh Trung ạ. Hôm nay chú đó, là chú rất thích con luôn á, rất thích con diễn luôn. Cái phong cách của con á, chú rất thích, nên là con vẫn cứ chính là con. Chú ấn tượng vì cái phong cách của con, nên con cứ như vậy mà con diễn nha. Và sau này khán giả sẽ nhớ cuộc thi này với phong cách của con rất là nhiều nha. Cứ diễn thoải mái đi, bữa nay chú thấy con bị gồng á. Bữa nay thì có rất nhiều thêm những yếu tố khác nữa, ví dụ vũ đoàn. Rồi mình phải thêm là bước tới bước lui như thế nào thì con bị phân tâm. Con có bao nhiêu ngày tập với vũ đoàn? Dạ, chị mời ngày hôm qua. Hèn gì. Không, cái này là chú chăm trước. Nếu mà hôm qua và bữa nay thì là tốt đúng rồi ha. Cảm ơn hai đội. Chắc chắn là bây giờ sẽ là lời chia sẻ của chú Thanh Duy và cô Khả Như ạ. Xin mời. Chắc em xin phép anh Duy em nói trước vấn đề này. Khi mình trình diễn một cái gì đó, người ta đến với mình, đó là vì người ta yêu cái điều đó nhất. Và tất cả những điều còn lại sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Cũng giống như là cái chuyện cô chú đã từng góp ý con về phong cách biểu diễn. Điều đó không quan trọng bằng cái giọng hát của con. Cái giọng hát của con cứ tập trung hát cho thật là hay. Cô cảm nhận được cái sự rung của con. Cô cảm thấy được cái sự mà dùng cái từ là nẹp mình lại để không còn tung tẩy, để không còn giống như vòng trước, để không còn bị la như vòng trước nữa. Điều đó làm cho con có áp lực. Cô cảm thấy được điều đó. Nhưng con à, thật ra mình sửa được đó là một điều rất hay. Con có thể trải qua một cái vòng này con đã làm không tốt, nhưng cô vẫn vỗ tay cho con, bởi vì vòng này con đã không còn tung tẩy như vòng trước nữa. Đó là sự lắng nghe. Cô Hòa cảm ơn con rất là nhiều. Vòng này con đã làm điều đó một cách rất là cố gắng. Và cô thấy được cái sự nỗ lực của con kinh khủng. Khi con phải phân tâm, con phải nhớ cái này nhớ cái kia. Cả những lời thoại cô biết là con quên. Con không còn được cái tinh thần lúc mình tập. Hôm qua mình tập rất là thoải mái và con hát rất là hay. Hôm nay con bị rung rất là nhiều thứ, nhưng mà điều đó không còn quan trọng bằng cái sự nỗ lực của con đang có. Và cô mong rằng con sẽ nỗ lực hơn nữa, bởi vì con sẽ được là con. Và tin chắc đi, chú Duy với cô Như sẽ không bao giờ để cho con phải thụt lùi. Con sẽ phải cố gắng nhiều, cả Kha Thi cũng vậy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô Như, chia sẻ rất là chân thành dành cho tất cả các bạn nhỏ. Còn chú Thanh Duy thì sao, có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Cô Như nói quá hay rồi, chú cũng không biết là phải là thêm cái gì. Về giọng hát này chú không bàn cãi nhiều, bởi vì là cả hai tụi con đều có cái chất giọng đáng mơ ước. Cho nên là chú hy vọng là tụi con tin vào bản thân mình nhiều hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn, và dễ thương, thoải mái như cái lúc mà tụi con qua nhà chú chơi. Chú mong sẽ nhìn thấy được cái điều đó ở tụi con ở những vòng thi tiếp theo, nếu có cơ hội được vào vòng trong. Cố lên. Cảm ơn hai con. Con cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn ba cặp đôi huấn luyện viên rất là nhiều. Và cảm ơn tụi con. Phải có áp lực đúng không ạ? Thì chúng ta mới vượt qua nó và thành công. Khi đó chúng ta mới sướng, mới đã được. Và ngày hôm nay một tràng hô tay cho Nhật Quang và Khả Thi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí xíu với những ca từ rất là lãng mạn trong ca khúc rất là trữ tình được mang tên Hạ Buồn. Và ca khúc này được thể hiện bởi Viết Học và Hoàng Ngân. Đây chính là hai cô cậu học trò rất đáng yêu đến từ cặp huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Nếu có ước muốn sống cuộc đời ngày nay, hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại, cho bao tháng ngày, cho nhau những kỷ niệm, để nụ cười còn lăn trên hàng mi
bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cháu ơi, hát hay quá. Già rồi mà dư vẫn đứng hát hay. Khán giả ở đấy có ai thấy hay không? Hãy đi cho một tràng pháo tay nhá. Ô, có kiếp trống đấy. Vẫn đứng sai được. Ô, cái cây này là hồi xưa băng cái mật cả mà giữ cả ống vỏi để nữa. Lắng được có một mình gì ấy. Không biết ba Ngân có nhớ đường về thăm trường khốn, hay là già rồi lũ lần rồi, hay già. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Mượn một ca khúc viết lên tâm sự. Biết bao nỗi niềm phút giây hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiu, nhìn nhau không nói mắt sưng sưng buồn, xót thương xa phương ta tới. Ngầm vui đành cầm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Nhiều nói không nên lời, màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu, hà buồn này nhớ mãi ngàn sau. Đúng rồi, đúng ba đấy rồi, đúng ông rồi, chỉ có ông mới cáo tâm lý thôi. Trời ơi, từ đồn bổn phận đây rồi đó. Trời à, ông đồn bổn phận mà ông vẫn như ngày xưa. Thế là ông rụt lại rồi. Mà ba cứ ghèo tôi oai. Mà ba hát tôi nhớ kỷ niệm xưa quá. Hay mình hát tiếp đi nha. Hãy subscribe.
chưa xong. Mời chú đứng đó coi bọn con diễn tiếp. Dạ, bọn ra hốt tay cho diễn tiếp. Ba có nhớ hồi ta đi thi tuyệt đỉnh sóng cá nhí không? Nhớ chứ, mà ông có nhớ ngày xưa ai quản quân không? Khán giả đoán xem. Bây giờ chúng ta đi thi tiếp đi. Ờ, mà dư giá rồi tuyệt đỉnh sóng cá môn nữa mà nhận. Hay là ông kiến nghị thêm một chương trình tuyệt đỉnh sóng cá ra. Ôi, ta cùng đi thôi. Hết chưa? Hết dạ, rồi. Hết rồi, đi ra giữa sân khấu đi, vỗ tay lên. Minh Sụn muốn bật mí cho tất cả cặp huấn luyện viên còn lại, đây không phải là sở trường của hai bé. Lần đầu tiên hát luôn cho nên là vỗ tay để ủng hộ tinh thần cho hai bạn được không ạ? Wow. Xin mời chị Khả Như đưa ra cảm xúc của mình. Mời Thanh Duy, anh nhận xét về giọng hát trước đi. Chú rất là bất ngờ. Hoàng Ngân, chú nhớ là tuần rồi là con hát một bài về Hà Tĩnh đúng không? Thì tuần rồi không phải là cái tuần mà thành công của con lắm. Tuần này cô Hòa và chú Lộc cho con đổi phong cách luôn là con hát bolero. Thì rõ ràng là con rất là hợp với cái dòng này. Cái luyến lấy của con rồi cái kiểu mà con thả nhịp chú cũng rất là thích. Chú chỉ tiếc một điều thôi là cả hai chưa có sự kết nối nhiều ở trong những cái phần mà tụi con hòa giọng. Dù sao thì chúng ta cũng là đang làm thi về song ca, cho nên là có những cái lúc mà tụi con nên nương nhau. Nhưng nhìn chung á, chú rất là thích cái tiết mục này vì cái sự duyên dáng, cái sự dàn dựng. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mà cái điều cô khen hai đứa đó là cái tiết mục dàn dựng này á, nó khá là đơn giản nhưng mà bên trong nó còn truyền tải được cái tinh thần. Cô không biết sao mà cô có cảm tình lắm, một cái sự rất là dễ thương. Khi mà hai bạn diễn với nhau và hát với nhau, nó vẫn không có một cái sự mà gọi là hồi hộp. Tại vì thường mà Thoại, bây giờ nghe tôi hát tiếp nha, cái bắt đầu là sẽ bị hồi hộp. Lấy tâm lý, nhưng mà vô tâm lý rất là nhưng ngọt. Mà hai đứa con không bị điều đó, là cái đó là cái phải khen chú Quỳnh Lập đã làm cho tụi con một cái sự tự tin và tin vào cái nhân vật của mình để mà hát thiệt là hay. Chúc mừng hai con, chúc mừng tiết mục. Dạ, con cảm ơn. Cho anh thêm một ý nữa thôi được không? Cho anh thêm một ý thôi. Về con gái á, con từng rồi con hát á, là cái giọng của con là giọng hát kiểu dân gian mà kiểu ngoài Bắc. Thì khi mà con chuyển qua từ mà giọng từ hát dân gian mà con chuyển sang bolero, có một cái lợi thế là cái chất giọng ngọt ngào có sẵn của con rất là hợp với cái bolero. Nhưng cách hát bolero mình sẽ thay đổi một tí xíu, mình sẽ không còn giữ những cái lẫy, những cái luyến mà đặc trưng, quá đặc trưng của cái dòng dân gian Bắc Bộ. Mình sẽ thay đổi một tí xíu để cho cái sự bolero của mình nó được chân chất hơn. Hy vọng là cả hai con nếu có vô vòng trong, nếu có hát bolero nữa thì chú sẽ muốn nghe một cái phiên bản bolero thực sự rất là chân chất, chân thành và chân ái. Mời Diệu Nhi tiếp tối ạ. Xin lỗi, trước hết thì con chào hai bác. Hả? Dạ, trước hết thì con xin phép hai bác cho con gọi hai bác là con, còn xin lỗi bà cô. Dạ, tại vì hai tụi con ra là hai tụi con vô cái nhân vật của mình luôn. Mỗi bạn đều có cái tính cách rất là rõ nét hết, rất là lý rắc, còn bạn thì rất là điềm tĩnh, dịu dàng. Cho nên khi mà cô coi là cô bị hút vô hai con là hai ông bà lớn tuổi luôn. Và khi cô nhìn hai con biểu diễn á, cô chắc chắn á là khi mà chú Quỳnh Lập tập cho hai tụi con biểu diễn là chú Quỳnh Lập rất là máu lửa, minh họa rất là nhiều. Nhưng mà khi tụi con đứng trên sân khấu, tụi con chỉ cần làm khoảng 50% cái năng lượng của chú Quỳnh Lập thôi là tụi con cũng đã thành công lắm rồi. Bởi vì diễn xuất cũng không phải là sở trường của hai con, nhưng mà hai tụi con vừa được trải nghiệm diễn xuất nè, mà vừa được trải nghiệm một cái dòng nhạc mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình thử. Thì cái điều đó là một cái điều mà hai tụi con á nên cảm thấy rất là tự hào, bởi vì cái tiết mục vừa rồi rất là tốt, rất là hay, dễ thương lắm. Còn chú Trung thì sao ạ? Riêng về cái dòng nhạc bolero này á, mỗi người có một chất bolero hát khác nhau, nhưng không phải người hát bolero hay là hát bài nào cũng hay. Không phải, có thể mình hát bài này hay nhưng riêng bài khác mình hát không hay. Nên cái điều quan trọng nhất của dòng nhạc này đó là con chọn bài hợp với mình là quan trọng nhất. Nếu mình thích dòng nhạc này thì mình vẫn hát nó, nhưng mà theo phong cách của mình. Chúc mừng hai con. Dạ, em cảm ơn chú. Ý của chú Trung muốn nói rằng là nếu các con yêu thích cái dòng nhạc này thì hãy tập luyện nó chăm chỉ hơn và chúng ta tìm ra một cái nét cho riêng mình ở cái thể loại nhạc này. Ngay từ đầu khi mà quyết định là chuyển cho các con sang cái thể loại mới này, em cũng khá là băn khoăn ý. Tại vì đây là một thể loại thật sự là rất là khó, mà em lại cũng không phải chuyên về thể loại này nữa, nên em chỉ muốn là ít nhất là các con sẽ có cơ hội biểu diễn
tại chương trình Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí thêm một lần nữa. Thì các con sẽ được làm những cái điều mới mẻ hơn, các con sẽ được thử sức mình ở những cái mới hơn. Và khi mà các con được làm những điều đó thì chắc chắn là sẽ thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. May sao mà các con lại yêu thích nó và đã tập luyện rất là nhiều để có thể có một tiết mục ngọt ngào như thế. Và đối với cô Hòa thì đây là một tiết mục thăng hoa và xuất sắc của hai con. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ chú muốn hỏi các con là khi mà tụi con hát xong, tụi con diễn xong thì tụi con thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm không? Dạ hài lòng ạ. Có thấy thích diễn không? Dạ thích ạ. Và hy vọng với cái tiết mục này tụi con đã được học thêm một kỹ năng nữa, là bởi vì cái môi trường nghệ thuật của chúng ta là một cái môi trường đa dạng. Không phải chúng ta chỉ biết hát là chúng ta có thể phát triển, mà muốn phát triển nhiều hơn nữa thì phải có biết múa nè, biết nhảy nè, biết diễn nè, biết kiểm soát những cái thần thái của mình trên sân khấu. Và ngày hôm nay tụi con diễn hết tất cả mọi thứ bằng ruột gan của tụi con, bằng cái sự nhiệt huyết của tụi con và những gì mà chú mang đến cho tụi con và tụi con đã làm được. Chú rất là hài lòng, rất là thương tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều và chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Hai tụi con ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Một tràng hú tay nữa cho hai bạn nhỏ Viết Học và Hoài Ngân. Cảm ơn tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục tiếp theo của chúng ta sẽ là một tiết mục rất là đáng yêu. Hai bạn nhỏ này sẽ hóa thân thành hai cô mèo nhỏ cực kỳ cưng luôn. Nếu như chị Khả Như là một cô mèo rất là cá tính và xinh đẹp, liệu hai bạn nhỏ mang tên Minh Hằng và Ngọc Nhi của chúng ta sẽ hóa thân như thế nào? Đây chính là hai bạn nhỏ đến từ cặp huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Quên đi những buồn phiền vai sống.
Và đó là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê Chạy Mèo kìa Như. Cái gì? Lên mèo kìa. Thấy rồi, nãy giờ Dũng nhảy theo. Lên kêu mèo đi. Lên kêu mèo, nói chuyện đi. Giao lưu đâu. Em phải nói tiếng mèo chung với mấy bé chứ. Rồi em thấy hai mèo đó em không dám nói chuyện luôn á. Sao vậy? Đáng lẽ mèo người ta dễ thương thiệt. Em nhìn lại em thấy em kỳ luôn. Đúng rồi. Hôm nay chị dễ thương mà. Nhìn em giống con mực hơn. Trời nè, biết bùng bùng. Anh ơi em là sứa biển. Cuối cùng chỉ là có loài gì. Cái loài gì kệ người ta. Trời. Bây giờ nhận xét về tiết mục này đi. Không, mà hồi đầu chương trình là chị hát cái bài này nó chưa có rõ ràng lắm. Bây giờ nè, bây giờ được học lại rồi nè. Bây giờ mình hát lại cùng với bạn nhỏ nè. 2, 3. Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng nhanh mèo 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 mèo. Khi mẹ mua cho chiếc áo mới, hai chị em khóc ai ngùng ngùng. Giành giật nhau cả một buổi tối, không một ai đeo mặt áo luôn. Nha. Mẹ nói hai chị em phải mặc chúng mà. Thôi bỏ luôn đi. Chị biết tại sao mà chị không hát được không? Sao tại vì bài này được viết lời lại rồi. Anh thấy Trung chưa? Đã viết lời lại nhưng cho các bạn nhỏ nè, hát phù hợp hơn. Kêu mèo mèo có một lần vậy. Mình bắt chước lời mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Tiếp. Tè mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mới đúng. Ủa chị, cái bài gì mà có te té 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 rồi mèo mèo mèo. Tên phải hát như vậy, ta mới hát theo gì đâu hát lại tụi con. Dạ xin lỗi khán giả, dạ. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi tụi em nữa. Tụi em phải chịu đựng cái giọng hát của chị mèo cả một khúc. Nhưng mà em ơi, em viết lời em cũng phải tôn trọng chị chứ. Anh nên na mèo mèo mèo. Mèo. Trời ơi, có nghĩa rằng là cái lời cũ chứ còn không nhớ nữa rồi sao chị bắt ép mấy bé được. Đúng bởi rồi. Vậy chị dựng cái công trình trên đầu chiên chi của giờ không nhớ trời gì ơi, hết. Trời ơi, công trình bây giờ tên là tượng đài mèo nè, tụi con phải hát một cái bài cô biết. Con hiểu không? À, thay mặt cô xin lỗi tụi con. Trời ơi, xin lỗi rồi. Xin lỗi mọi người. Con bị vô lý rồi. Bây giờ cái tượng đài đã sụp đổ rồi, bây giờ là mời cô mèo nhận xét về cái tiết mục đầu này của hai con. Đầu tiên cô sẽ nhận xét về tiết mục này, đó là cái sự dễ thương trong tụi con, rất là đáng yêu luôn. Cô nhìn được cái tinh thần của tụi con, tại vì có rất là nhiều bạn ở cái lứa tuổi này mà khi mà trình diễn nó sẽ bị người lớn. Nhưng mà ở cái tiết mục này các con có một cái sự dễ thương rất đáng yêu luôn. Và cái phối hợp của hai bài hát làm cho cô Như cảm thấy rất là phấn khích. Bạn nhỏ bên này á, rồi bạn nhảy tưng 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 mà tụi con vẫn hát một cách rất là thoải mái. Thì cô nghĩ là do huấn luyện viên của các con đã truyền được cho các con cái lửa, cái sự tự tin. Cái đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc thi này. Tụi con có một cái tiết mục mà khi mà xem xong á, tụi cô chú rất là thoải mái. Một cái kiểu mà rất là thư giãn, rất là giải trí. Tụi con rất là dễ thương. Chỉ riêng một xíu thôi nó sẽ hay hơn là tụi con để ý những cái đoạn mà mình, những cái đoạn trầm á, thì mình sẽ có cái cách xử lý ra sao để mà khán giả vẫn nghe được cái giọng mình hát ở đâu. Tụi con có thể nói thoại luôn cũng được, nói thoại trên cái nền nhạc đó để cho người ta hiểu được là mình hát cái gì. Thì tiết mục của tụi con sẽ còn hay hơn nhiều nữa. Cố gắng lên nha. Dạ con cảm ơn chú. Ok. Đội này dễ thương và đáng yêu nè. Bởi vì ta nói cái gì mà liên quan đến mèo nó đều dễ thương, nó trong sáng nhìn. Không có đâu chị. Minh Cường đang nói hai bé thôi mèo. Mà nói hai bé à. Mấy bé sống đúng lứa tuổi ha. Còn có người cũng là con mèo mà không đúng lứa tuổi gì hết trơn. Bị quá tuổi, bị trượt ra khỏi cái tuổi. Thì đó tượng mọi đài. Mọi người ơi bây giờ mình nhận xét. Vẫn giống lứa tuổi, mèo sống lâu. Mèo sống lâu trăm tuổi. Ok, tôi là con mèo yêu tinh được chưa? Đúng rồi. Chị là con mèo mà người ta quẩy quẩy khách vô nhà này nè chị. Được rồi, tôi là mèo quẩy tài lộc nè, được chưa? Đúng rồi, rất đẹp, rất tài lộc. Xin cảm ơn chị Khải Như. Dạ mời hoàng tử. Khi mà tụi con diễn với cái bài này, tụi con sẽ cảm giác vô cùng may mắn khi mà tụi con còn rất là nhỏ và tụi con được hỗ trợ rất là nhiều thứ, từ sự dàn dựng đến tất cả các cô chú trong cái nhóm nhảy. Là bởi vì nếu như nha, diễn cái tiết mục này ở trong trường chẳng hạn đi, thì mình cũng không có được hoành tráng giống như vậy đâu. Với sân khấu này, tụi con đã rất may mắn so với tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Cho nên là phải rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả mọi thứ đã làm hết sức có thể cho tụi con thỏa sức. Là bởi vì tụi con còn rất là hồn nhiên. Hãy làm những điều mình thích khi mình còn nhỏ đi, thì đó mới thực sự gọi là tuổi thơ nha các con nha. Chúc mừng các con. Dạ con cảm ơn chú. Mời Hoa. Khi mà các con mà hát được cái nốt cao á, luôn mình mà lên cao, mình hét lên à, mình phải để mic xa một xíu con nha. Không thì cái âm thanh á nó sẽ bị lớn quá mức, thì sẽ đôi khi sẽ khiến người nghe ở đây, lúc mà ai mà ngồi gần loa ấy là sẽ bị hơi bị chói tai một tí. Nên là các con chỉ cần lưu ý một cái điểm đấy thôi. Còn chúc mừng các con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hòa. Và bây giờ xin mời anh Trung và cô Diệu Nhi sẽ có đôi lời tâm sự cùng các con. Thật ra lúc mà hai tụi con vừa nhảy vừa hát là cô Diệu Nhi lo lắm, sợ tụi con mệt xong rồi
cái lời hát của hai tụi con thì không có rõ, thì lúc đầu cô Diệu Nhi cũng chưa có nghe rõ những cái câu đầu đâu, tại vì sung quá đi, trời ơi quá sung luôn. Cô Diệu Nhi rất là vui khi mà ngày hôm nay coi cái tiết mục này của hai con, thì hai con rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương luôn, rất là tốt rất là nhiều so với đó là lúc mà mình tập mình còn hơi căng thẳng phải nhớ bài nhiều ha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Hôm nay tụi con vừa thuộc lời bài hát, vừa hát được và vừa nhớ bài. Trời, chú hồi hộp quá trời, chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn chú. Nói chung là tập tuần này á, là làm khó các bạn nhỏ đúng không? Bởi vì là không chỉ hát không thôi, tụi con phải nhớ lời nè, tập bài mới nè, rồi còn phải mashup với nhau nữa. Bên cạnh đó tụi con phải tập vũ đạo, rồi diễn xuất nữa, rất là nhiều thứ. Cho nên tụi con đã quá là tuyệt vời rồi. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ Minh Hằng và Ngọc Nhi. Đây là hai bạn nhỏ rất là cá tính và đáng yêu, sẽ trình diễn một tiết mục vô cùng sôi động. Đó chính là bạn Huy Trường và Duy Linh đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời. Tuần này cá tính nè, đẹp trai dễ sợ luôn. Sao diễn xong thấy sao nè con trai? Dạ con thấy rất là phấn khởi ạ. Đã đúng không? Vâng. Còn con sao? Con cảm thấy rất là vui vì được giao lưu với các huấn luyện viên và giao lưu với tất cả các khán giả đang ngồi dưới đây ạ. Trời ơi, đâu có đi thi đâu. Tôi đi giao lưu mà, tôi đâu có đi thi. Rất tự tin luôn.
Sao à, cô Hòa Minzy hôm nay mặc cái đầm không có nhảy được nhiều, nhưng mà cảm xúc của cô Hòa như thế nào? Vẫn đẹp trai. Đấy. Các con đã quá là nhiệt rồi, nhưng mà cô chỉ muốn nó nhiệt thêm một tí về cái sự mình phát ra từ bên trong ấy. Còn cô đoạn Hòa sau khi mà các con đã giao lưu với cả các cô chú thì nó rất là tuyệt vời rồi. Chúc mừng các con. Yeah. Cảm ơn cô ạ, cảm ơn cô. Còn chú Quỳnh Lập sao ạ? Sợ quên bài hay sao á? Nghĩ rằng là cái mới tập nhảy, lúc mà nhảy rồi có đầu sợ quên lời hay sao, nó hơi bị tập trung, nó hơi bị khớp khớp chỗ đó. Nhưng mà khi mà tụi con xuống đây rồi, tụi con được giải thoát được cái năng lượng của mình nhiều hơn, được nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn, nó không còn bị khớp trên đó nữa. Đó là ý là vậy. Dạ. Cảm ơn. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hai con. Và rất là đúng màu của huấn luyện viên Thanh Duy và chị Khả Như đúng không ạ? Còn anh Trung và Diệu Nhi thấy sao? Thật ra thì bản thân cô Nhi thì cô thấy là hai tụi con cái tiết mục này rất là hay, rất là tốt rồi. Những cái nó đều rất là tự nhiên luôn. Và đặc biệt á, cái tiết mục này á, so với tiết mục vừa rồi tuần trước của tụi con á, thì cái tiết mục này tụi con thoải mái hơn, tụi con bớt căng thẳng hơn, tụi con giống như đang chơi ở trên sân khấu vậy đó. Nhìn nó rất là thoải mái, rất là phóng khoáng. Chúc mừng hai tụi con nha, một tiết mục rất là tốt. Cảm ơn cô ạ. Cái bài hát đầu tiên á, chú rất là thích. Với cái điệu nhảy của tụi con á, là cái điệu nhảy đó chú thích lắm. Em cũng thích cái nhảy đó nữa. Mọi người lên lại không? Nhảy lại cho coi. Cái điệu nhảy là cái điệu nhảy lấy cái cùi chỏ mà chấn vô cái hông. Sao tao dữ vậy? Đúng không con? Chấn vô. Trời ơi, ai dạ. Không phải đâu. Đúng không? Nè, nhìn thấy bạn làm 2, 3, 1, 2, 3, 4. Người ta có chạm vào đấy đâu. Phần chưa? Hey. Ta nhẹ nhàng thôi, chấn chấn cái gì vô đây? Không, phải nhiệt quyết lên. Cái gì nè? Trời ơi. Trời ơi, ây da, bạo lực quá. Thiệt luôn á, bạo lực dễ sợ. Anh ơi, về đi. Về đi anh. Nơi mặc đồ màu hường mà không hường tí nào luôn vậy á. Anh Trung tiếp, anh Trung. Bài hát này tụi con diễn á, thì cái bài hát đầu là chú thấy đủ. Nhưng bài hát sau chú cần tụi con quậy chút xíu nữa. Chúc mừng hai tụi con đã truyền lửa cho cô chú. Hôm nay diễn tưng bừng quá. Anh Duy, chị Như thấy sao? Chú rất là vui vì những gì mà chú dạy và những gì mà chú nói với tụi con, tụi con đều nghe và nhờ và tiếp thu. Một điều nữa là con bữa nay hát con bị mất giọng từ hồi tối qua. Đúng là cái phần lửa không có giống như những ngày lần mà mình tập. Nhưng mà với những gì mà tụi con diễn ra trên sân khấu, chú rất là tự tin và chú cũng rất là tự hào vì mình đã làm cho tụi con một cái tiết mục mà tụi con được vui, tụi con được hát, tụi con được thoải mái thể hiện cái cá tính và cái sự năng động ở trong bản thân tụi con. Khi mà mình dạy, mình học trò của mình làm được những cái điều mà mình tưởng tượng ở trong đầu và tụi con mang nó lên sân khấu được á, thì nó làm cho chú rất là xúc động và làm cho chú rất là tin vào cái bản thân của mình. Nên chú rất là hạnh phúc vì có được tụi con ở trong đội của cô chú. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Những gì mà cô muốn chia sẻ thì chú Thanh Duy đã nói rồi. Và cô, một cái điều cô cảm ơn tụi con đó là cái cảm ơn cái sự cố gắng và cái sự lễ phép của tụi con dành cho cô chú. Bởi vì khi mà tụi con tập á, tụi con, bản thân tụi con đã có những cái lửa riêng, những cái khả năng riêng, nhưng mà khi mà nói gì tụi con cũng tiếp thu. Và cái sự đó làm cho cô cảm thấy là mình được tôn trọng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái sự tôn trọng đó làm cho cô với chú Duy phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà có thể mang đến cho con tiết mục tốt. Cảm ơn các con. Cảm ơn chị Khả Như. Hai tuổi chăm nom bầy heo dây gà, bài
nhiều quýt, bên đây bơi xoài ngọt miệng tây, quê hương tuổi đó gửi thêm chút quà. Thông thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đứa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi dạo phố, đông vui quá trời bà con ơi, ngoài chiên bánh tết thiệt là ngon ghê. Ngoài đường toàn xe hơi, người người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông, vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co cho mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Tìm về nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc sao sao mà mắc, trái mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi đây hát hoài toàn là da tây. Thím thấy không quen nơi đây, về quê làm lúa. Thím nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Thím nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, thì tôi hái lúa vậy mà lòng vui. Thím nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, thì tôi hái lúa vậy mà lòng. Mặc trái cây thì heo, nhặt tay thì mờ lơ. Đào quanh thành phố, nhà cao như thế, đường xa như xe. Yo, yo, đồ ăn thì mặc trái cây thì heo, nhặt tay thì mờ lơ. Sang từ sang, sang từ sang, xe công công liếu công xe 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 công xe. Sang từ sang, xe công công liếu công xe 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 công xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm, hôm nay tôi sẽ quên mấy hôm. Sang từ sang xe công tay sắp đặt mang cho tôi thêm chút quà. Lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cha, ba nó hai tôi chăm nộp bầy heo dây gà. Tay sắp tay mang hai chục quýt, bên đây bơi xoài ngọt miền Tây, quê hương tuổi đó gửi thêm chút quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi dạo phố, đông vui quá trời bà con ơi, khoai chiên bánh tết thiệt là ngon ghê. Sang từ sang xe công công liếu công xe 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 công xe. Sang từ sang xe công công liếu công xe 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 công xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm, hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm. Sang từ sang xe công công người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông, vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Tìm về nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, thì tôi hái lúa vậy mà lòng vui. Thiệt nhớ con sông quê nhiều lắm, ban
đêm thức dậy cùng bầy heo thì tôi hái lúa dậy mà lòng vui sang xây công công liễu công xê 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 công xê sang sửa sang xây công công liễu công xê 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 công xà trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm sang sửa sang xây công cô xã đông vui vào văn phòng đã hết tay cho hai bạn. Cảm ơn Hữu Đàn năm nay. Trời ơi, giờ cho nói trước đi. Đang hứng là nói luôn nè. Cái quan trọng nhất của tất cả những bài hát mà các con trình diễn trong chương trình này đó là tinh thần bài hát. Với cái tiết mục này á, tụi con đã làm rất tốt rồi. Chúc mừng các con. Ủa giờ kỳ á, giờ cuối cùng là sao? Tại vì á, nói lộ rồi, có đồ ăn rồi. Nói lộ không phải vấn đề ở chỗ đó là tụi con làm cho cô cảm thấy trời ơi, như hai con mắm ở dưới quê thiệt luôn á. Hai lúa thiệt. Trời ơi, nó xây lại, nó đeo mắt kiến y chang Diệu Nhi luôn, thật sự luôn á. Mà bên có bên không chứ. Mà nó rất là dễ thương ở chỗ đó, cái sự tự tin tụi con quạt náo nó, tụi con làm cho người ta tin đó. Ừ đúng là tao đi dưới quê lên xa quê về thăm thành phố kiểu đó. Cảm ơn cô ạ. Cô mấy ăn một trái mật với lại nhãn không nhớ. Có một nha. Điều mà chú rất là thích ở hai con là sự kết nối của hai con với nhau. Nhìn vô là mình thấy là hai cái cô này là có tình cảm với nhau. Đúng nè. Đúng rồi. Diễn với nhau rất là thân, rất là dễ thương và đặc biệt nữa chất giọng rất hợp. Đúng rồi. Dù là cái màu giọng khác nhau, con hát kiểu khác, con hát kiểu khác, nhưng mà khi mà hai con kết nối lại với nhau á là cùng một kiểu. Ừ thì đúng rồi, vỗ tay cho chị Như, đúng rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy Hải Như nó đồng điệu với tôi như vậy anh luôn á. Nè, tập trung nè, anh em tôi nói một câu chính xác nè. Tụi nói con chung đây là một tiết mục rất là đồng hay. Điệu. Rồi thôi bỏ luôn đi nha. À, cho chú hỏi nhỏ sẵn cô Như có nói là tụi con là thân với nhau lắm thì tụi con hát ăn xăm với nhau thân thiệt không? Dạ thân thiệt. Thân thiệt không? Dạ thiệt. Hợp ha. Đầy mắm đầy thúi nè cô. Là mắm thúi hai con. Trời ơi. Vậy là nãy tôi nói hai con mắm là đúng rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin nhá. Xin mời đội của cô Hòa bớt ăn lại, chú Lập bớt ăn lại nè. Nói gì nữa, nhiêu đây được rồi con ơi, hai được rồi hai. Thật sự đó, người ta chỉ lấy có một chùm nhãn thôi, một trái ổi thôi, bên đây lấy một túi luôn. Không phải, đây là rút kinh nghiệm, các cháu nó con nó rút kinh nghiệm. Đây là để em diễn tả lại mấy bé cho diễn. Từ đây nào cô nè, chạy xuống. Chạy xuống. Chạy xuống. Nè, chạy xuống nè. Bắt đầu ha. Cái bắt đầu cái phát. Không gì lấy được. Lập ơi, chạy luôn á. Rõ cái này thì em sai luôn. Rồi. Em đây, bây giờ em là thí sinh nha. Em là thí sinh. Đây nha. Là giám khảo nè, đây là rồi, cô chú nè. Anh làm cô Khả Như nha. Cô Khả Như nè. Cô Khả Như đang đứng. Cô Khả Như đang đứng múa vũ đàn, Vũ đàn đưa ra nè. Cô đã như thấy giỏ sách tới. À có quà rồi. Ơi, cướp. Tôi phải yêu sao đông đưa tay tôi đúng không? Mà biết là sao không? Không sao rồi. Em cũng nó thấy. Nó văng xuống ghế một trái mận. Tôi nhớ rõ ràng. Giống như là bỏ ghế một trái mận. Y như là bỏ miệng. Cầm trái mận đó lên tôi ăn ngon lành luôn. Giống như bỏ miệng vậy đó. Tự nhiên có vô đây cái tôi bỏ ra đây. Tôi chạy. Mọi người ơi chạy đi. Mà tôi đứng đây tôi đưa tay nè. Mắc gì không đưa tôi cái dụng con bẹt gì. Tại vì làm gì bạn đủ em qua đây nè lấy đi. Cho kịp nhạc đi hát tiếp. Đây là cô Nhi dạy không? Để em nói cho. Là bởi vì cô Khả Như lần trước ăn bánh tét không trả tiền cho nên lần này không đưa bất cứ đồ ăn gì hết. Còn lần trước là bên đội đây rất lịch thiệp, ăn bánh tét bao nhiêu là sau hậu trường trả tiền bấy nhiêu đó. Cho nên lần này là đẩy đồ ăn cho đội này hơi mạnh tay để mình thu về hơi nhiều. Hơi mạnh tay không mà dễ thương quá con ơi. Có nghĩa rằng là cái tiết mục này không có làm khó được tụi con. Từ những cái mềm mại tụi con ra hò nó ngọt. Rồi từ những cái mà tụi con phá cách nó ra mang đến cái bầu không khí sôi động. Cái sôi động nó lạ lắm, nó lúa lắm chứ nó không có hiện đại như người ta. Em rất là nể anh luôn á anh Trung. Tinh thần bài hát. Đúng rồi, anh làm có tinh thần bài hát rồi. Cho dù là mấy bé đọc rap không đúng đi, nhưng mà từ những cái không đúng nó trở thành một cái ưu điểm. Nó rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà rất là cảm ơn cái giỏ trái cây của tụi con nha. Nhờ trái cây cho nên có nhiều điểm đó con à. Bây giờ nè, tới đội nhà mình. Mời cô Diệu Nhi và chú Hồ Việt Trung. Thật ra thì ở những buổi tập á, những lúc chú Trung kêu múa vậy đi, chưa tới múa đi như vậy nè. Đó là những cái mà chú Trung bắt tụi con phải làm cho được. Làm cho tới là ngày hôm nay đã có kết quả rồi đó. Là các cô chú rất là thích. Mà đặc biệt là Thủy, những cái buổi tập thì cô thấy con còn hơi có một chút gì đó, chưa có thật sự tự tin lắm. Nhưng mà ngày hôm nay cô rất là bất ngờ, bởi vì con rất là thoải mái ở trên sân khấu. Con không có bị khớp như những cái buổi tập. Con không có còn suy nghĩ lo lắng nữa. Ôi chắc là chú Trung xúc động lắm á. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô.
rất là nhiều chi tiết. Mắt kiến tối hôm qua chung mắt là phải đi mua về. Tụi con một đứa đeo đầy đủ, một đứa đục một lỗ ra. Trái cây hồi sáng này bắt đầu mới đi mua. Tụi con phải có một cái riêng của tụi con là tới tụi con là có đồ ăn ăn. Dòng chiếc bánh tét dòng này có trái cây nữa. Trời đời, dòng sao lẩu hải sản nha. Dòng sao lẩu hải sản nha. Được về dòng sao lẩu hải sản nha con. Chú mê tụi con đó lắm. Đem cái gì gòn gòn á. Gọn dễ sợ á. Cua răng, me răng, muối răng, rồi răng bơ nha con. Buffet lần sau là đại buffet cho mọi buffet, người. Buffet lần sau như hát bài bán dép á. Trời ơi. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Nói cái yêu bạn luôn. Em tay sợ. Em hoàn toàn em hoàn toàn không hình dung được. Ví dụ hai cô bé này bán dép đi. Xuống đây nè. Ăn đi. Rồi cho chú Lập nguyên một lố dép luôn con. Thôi. Chú thấy là bài hát vừa rồi không ổn con ơi. Không ổn luôn á. Con á nó bị quê quá chứ. Lại là hai đứa nó không có sự kết nối với nhau. Thôi đi cái đồ lật mặt. Ráp gì mà chật lất vậy ai nghe con. Đeo mắt kiếm mà đeo kiếm. Vô đi con, vô đi con. Vô đi. Cảm ơn. Vô đi. Trang phục không cùng màu với nhau là thấy sai bếp. Thôi đi. Trời ơi, các người đã ăn bao nhiêu bánh tét, các người đã ăn bao nhiêu loại trái cây mà bây giờ lật mặt như vậy. Anh Trung, em theo với anh. Nếu như có cơ hội hai bạn nhỏ này sẽ bước tiếp vào vòng sau thì chắc chắn sẽ có nhiều sự hấp dẫn và chiêu trò đến từ huấn luyện viên của mình nữa, đúng không ạ? Một tràng tay chúc mừng cho Kim Anh và Thanh Thúy. Và ngay bây giờ Minh Xu xin dẫn tất cả mọi người đến với một rạp xiếc đầy màu sắc với rất là nhiều những cái nhân vật ở đây sẽ gây ấn tượng đối với tất cả mọi người, nhưng âm nhạc và cái không khí nó sẽ là quan trọng nhất. Và đây sẽ là ca khúc Nếu Có Yêu Tôi của hai bạn nhỏ đến từ bộ đội huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kẻ nào muốn nói vui. Nào từ từ giữ nguyên đội hình, giữ nguyên đội hình nha. 1, 2, 3 cầm cái nón mình cúi chào nha. Một tràng pháo tay cho Thu Huyền và Mỹ Anh. Trời ơi, và một tràng pháo tay thật lớn cho vũ đoàn ABC Angels. Cảm ơn tụi con. Giờ mừng sao đây? Thấy cưng quá, chịu không nổi luôn á. Chỉ có lúc mà cô Nhi luôn, mà cô Nhi nói trước luôn. Chị nói trước được không? Tại chị mê cái khúc mà chừng cái khúc này nè. Cái khúc mà cái dằn dằn gì đó, cái đã dằn cái trời đó coi. Thấy cưng, làm lại cho cô Nhi coi đi con. Trời ơi, có kìa. Trời ơi, Michael Jackson. Michael. Dễ thương, dễ thương. Ủa rồi xong dễ thương như thôi hả? Ủa thì dễ thương thì em nói luôn. Không nói lên lời đúng không ạ? Là thật sự là dễ thương, không nói lời luôn á. Đúng rồi. Ngầu, ngầu lắm. Thật sự hai con phải có một chữ này dễ thương đủ. Phải rất là ngầu. Có một cái ngầu và một cái gọi là mặc kệ dư luận ấy, gọi là rừng rưng ấy. Bất cần. Thật sự rất bất cần luôn. Mà sau khi biểu diễn xong cái lại kiểu vui vẻ, hồn nhiên, trẻ con rất bình thường. Nhưng mà nhạc lên một cái thôi là hai con bé này là cứ bình thường thì thôi. Nhưng mà nhạc lên là ngầu ngang. Nhạc lên là cứ... Nè, okay, cái miệng lúc mà bé hát. Mỹ Anh, giờ con hát một câu đi để cô biểu diễn bạn Thu Huyền nè. Nè, nếu có yêu tôi hãy yêu tôi bây giờ. Cái miệng của con á, con hay kiểu làm thế được. Chúc mừng hai con một tiết mục rất là ngầu. Cảm ơn cô ạ. Chú Trung, mời chú. Tiết mục này tụi con diễn rất là dễ thương, ai cũng nói rồi. Còn về phần hát á, tụi con hát đúng theo cái chất nhí nhảnh của tụi con. Mình mà còn xử lý nhiều quá đó thì nó sẽ làm vỡ vụn đi cái chất dễ thương của tụi con. Cứ như vậy là được rồi, ok. Cảm ơn chú. Chú hơi bị thất vọng một xíu vì là tụi con có thể làm được tốt hơn rất nhiều. Chú không biết là vì con bị phân tâm bởi vũ đạo hay là con bị phân tâm bởi cái gì, nhưng mà bài này á, tụi con phải hát cái nhịp thật là chắc. Nhưng mà hồi nãy tụi con quên hết cái cách mà mình đã tập với nhau về làm nhịp. Lúc mà bé tập ấy. Đi tập. Dạ. Có bé tập mà Thu Huyền ơi, chú hôm nay chú buồn quá tại vì con không phải như là con bình tập. Thường chú hy vọng là tụi con phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà thật sự con đừng có lo, bởi vì cái tinh thần, cái máu lửa của con trên sân khấu tất cả mọi người đều thấy. Bây giờ cứ tập trung mà cố gắng làm tốt cái phần của con thôi. Không sao đâu, mình rất là tốt rồi. Mình rút kinh nghiệm vòng sau, rút vòng sau nha. Vòng sau cố lên. Nha, cố lên nha. Chúc mừng con. Yeah. Một tràng tay cho hai bạn sặc lời dễ thương. Cảm ơn tụi con rất là ngoan. Nào, và chào nha. Lên nha. Đi sặc lô vô. Bất cần vào. Đó. Đấy nè. Đi này. Mọi giống chim cánh cụt thôi. Giống chim cánh cụt. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ được về Bến Tre chơi. Dạ, một cái không gian rất là dễ thương, tự nhiên và thoải mái, thân tình. Và đặc biệt hơn hết là có hai cô gái rất là hiếu khách để chào mừng tất cả mọi người đến với một đoạn mashup với hai ca khúc về Bến Tre cực kỳ hay. Một tràng hú tay thật lớn cho hai cô gái đến từ cặp huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin mời. Rạch miếu hoa lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Thương quá đổi
đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Trang về ôi những con người làm nên đồng khởi, ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê, ơi tóc ai dài để lại dáng đứng bên tụi con. Mời chú Trung nói trước ạ. Dòng này thì Tiểu Bình con hát được hơn dòng trước. Học Thảo thì đây là sở trường của con rồi, đâu có làm khó con được nữa. Nhưng mà những cái dòng nhạc này nè, tụi con hát tụi con cần chú ý nhất là những cái từ về địa danh, là tụi con phải hát cho chính xác. Trạch Miễu con phải hát rõ cái chữ đó ra. Cảm ơn, chúc mừng tụi con rất nhiều. Về giọng hát thì chú nhận xét nhanh thôi là về Ngọc Thảo con hát chân thành, và chú rất là thích cái kiểu mà hát dân ca miền Nam của con. Mình hát là mình tin vô cái câu chuyện của cái cô gái này đang kể về Bến Tre như thế nào, thì chú rất là thích cái phần hát của con. Tiểu Bình, chú đang rất là phân vân ở cái chỗ là cái cách mà con nhả chữ làm cho người nghe sẽ hơi mệt một xíu, thay vì Thảo hát á, cái chữ nào của Thảo là ra luôn. Bầu sáng pha rạch miếu là Thảo hát ra cái chữ đó. Còn con có một cái sự chuẩn bị trong từng cái chữ mà con sắp hát. Bầu sáng pha rạch miếu là kiểu của con. Chú chưa thấy được ở con cái sự tiến bộ, và con cứ giữ mãi một cái phong cách này và giữ một cái kiểu hát này. Nếu mà con muốn phát triển hơn thì con phải lắng nghe và con phải tập luyện như thế nào mà cho nó hay hơn. Thật sự đây là những viên ngọc rất quý, và chúng ta sẽ khai thác các bé nhiều hơn nếu như có cơ hội bước vào vòng trong. Còn bây giờ thì Hòa Minzy và Huỳnh Lộc có muốn chia sẻ gì không ạ? Xin mời. Đối với bản thân cô Hòa thì Tiểu Bình đã cố gắng là tiến bộ hơn so với vòng trước, bởi vì con được hát cái bài mà con quen thuộc hơn. Đây cũng là một trong những sở trường thôi ạ, nhưng mà em đang tìm để có một cái điểm chung giữa Ngọc Thảo và Tiểu Bình đã. Bởi vì Ngọc Thảo bây giờ lại đang ở dân ca miền Tây, rất là đậm chất. Bởi vậy cho nên nếu mà để cho Ngọc Thảo chuyển sang ngay cái thể loại bolero sang thì Ngọc Thảo sẽ chưa đủ thời gian để làm điều đấy. Cho nên em đang dần dần để kết hợp giữa hai con với nhau, bởi vì hai con chưa bao giờ kết hợp với nhau cả. Đấy là cái lý do mà em chọn cho hai con cái bài hát này. Còn Thảo thì giọng của con rất là đậm chất,
cái miền này rồi. Ngày hôm nay thì đây là một bài hát tròn trịa. Cô vỗ tay và động viên cho tinh thần và cố gắng của hai đứa. Cố lên cô. Đây chính là lý do mà tại sao là tiết mục này chú và cô Hòa không có dàn dựng gì cho con hết, để cho tất cả mọi người tập trung vào cái sự sâu của cái giọng hát của tụi con. Chỉ một mình tụi con chinh phục khán giả bằng chính giọng hát tụi con, chứ không phải là vì cây dừa, không phải là vì cái giường, cũng không phải là vì cái lu hay là khói hay như thế nào đó. Chú muốn tất cả mọi thứ mộc nhất có thể trong cái tiết mục này. Và rõ ràng khi mà tụi con đứng một mình sẽ có những cái khuyết điểm của tụi con lòi ra ngay. Vậy đó chính là những bài học vô cùng quý giá từ chú Duy, từ chú Trung gửi đến cho tụi con. Và cái này chú cũng muốn nhắc tụi con luôn, chất giọng của tụi con đã có sẵn, đã hay, nhưng ở đâu đó tụi con vẫn chưa sử dụng hết cái nội công của tụi con. Nếu như có cơ hội được vào vòng trong, chú cần tụi con có một sự đột phá và cảm xúc trong bài hát, chứ không đơn thuần nó chỉ là cái giọng hát của mình không. Cho nên là tụi con phải thực sự cố gắng và phấn đấu nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Cảm ơn các huấn luyện viên. Thật sự phải nói là càng vào sâu thì càng có nhiều sự đòi hỏi hơn, và cái áp lực rất là nhiều, cho nên tụi con phải bứt phá, vượt ra khỏi cái vòng an toàn của mình và cố gắng nỗ lực hơn hết nha. Và các con đã làm rất là tốt ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho hai bạn Tiểu Bình và Ngọc Thảo. Chúc mừng tụi con. Quý vị thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là một ca khúc rất là dễ thương mang tựa đề là Anh Ba Chị Tư. Và ca khúc này sẽ được thể hiện bởi hai bạn nhỏ rất là cá tính, đầy sự trẻ trung và đôi khi có sự tinh nghịch ở trong đó. Xin được giới thiệu, đây là hai bạn nhỏ đến từ cặp huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời tất cả quý vị. Dầu di dầu di dầu, di quả di lại di trâu, vô chuồng trâu lại trở ra, mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại di dầu di. Trời ơi, người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dẫu dí dầu. Bà dí tôi ra ngoài này luôn nè, bà nghĩ tôi lặn trâu à. Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ, bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa? Thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho. Thương tôi.
hết biết ai nghe cũng ghiền, nên tôi vội vã kiếm tiền làm sư học nhạc mong ngày làm quen. Anh ba cũng giỏi lắm nghe là trên xóm dưới cứ khen anh hoài, hát hay đồ giỏi có tài. Mây và núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi. Bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á con. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó mới rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà anh khớp với nhau không có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà đóng vai bà già đó, trời Gia Uyên. Bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó, trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt. Các con, các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang đó nha. Mà công nhận nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, dạ, con Quốc Hưng á, rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống bà Khánh Như luôn. Y chang luôn á, cấp biển đó. Cấp bi bát ra gì đó trời. Lúc đi tập ấy kìa, cái, từ một cái người đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam rồi, đằng vô em. Dạ. Dạ em xin lỗi khán giả. Về Diêu Linh rồi. Cô tập sao? Y chang cô chứ đừng có nhảy hay hơn cô. Cô quạo quá nè con ơi. Mọi người ơi, hãy xem hai bạn nhỏ nhảy thôi. Anh Thanh Duy và chị Khải Như thì cất nha mọi người nha. Nếu mà hai tụi con mà có vô á nha, rồi tụi con sẽ làm nhiều cái ghê gớm hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nữa. Chú đảm bảo luôn. Cái lực diễn tụi con
Như đây là chỉ có 80% lực diễn của tụi con thôi, tụi con còn làm nhiều cái ghê hơn nữa. Đúng rồi, đảm bảo luôn. Một đứa đu từ trên đất bay xuống, một đứa từ đất lộn hổ lên cho chú. Lộn vừa lộn vừa hát vậy nè. Ghê lắm luôn á. Đây không phải rạp xiếc và chúng tôi cũng không phải là những con rối. Chứ không phải bạn lĩnh. Em khen mà, em khen các con về giọng hát là rất là tốt so với vòng trước rồi. Giọng con bạn nam á nha, diễn thì bạn nữ có vẻ nhỉnh hơn một xíu, nhưng so với giọng bạn nam á là giọng con rất là sáng và hát rất là chắc. Lên cái nốt cao kìa, không bị phô chệch một tí nào hết. Đấy là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Con cảm ơn cô ạ. Chưa, em chưa nói hết nữa. Chú còn cái thích như vậy nè. Ở cái cuối cùng mà con làm cái trái tim á, mà bạn kia không làm á, con cũng vậy. Ờ, đáng yêu sợ vậy. Trời ơi con, con đừng bao giờ nghĩ đó là tai nạn nha. Đó là ông trời cho con một cái cơ hội cho con được duyên dáng bất chợt trên sân khấu đó con. Con ba không nữ không phải nghệ sĩ nào cũng không ước phần được như vậy còn đâu. Còn cái cô nữ thì hả, cô quên xong đến khi cô dòm lên cô thấy... thấy đâu, để vô sao. Rất duyên luôn. Đây, nếu mà hai con rất là dễ thương nha. Chú và cô Như là diễn chung với nhau rất nhiều lần rồi. Ví dụ gặp trường hợp đó đi, chị là bé nha, còn em là bé trai. 2, 3. Cô dẹp luôn. Ở trên sân khấu thì nó sẽ có những cái phần mà không đúng cái moment, không đúng cái thời điểm là để đưa lên. Lẽ là tập là hai đứa sẽ kiểu cơ liên một lúc rồi. Nhưng cuối cùng lại thành là... Nhưng vui không bằng hên á. Vô tình nó lại làm thành một cái điểm nhấn cho cái tiết mục của mình. Mà nó lại vô cùng hợp lý. Tại vì đây là hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho cái viện dưỡng lão của mình. Đúng không rồi. Con? Chúc mừng tụi con. Mọi thứ nó rất là như những gì mà chú đã viễn tưởng ở trong đầu về tiết mục này. Nên là chú rất là hài lòng. Cô Dĩ Nhiên sao cô? Tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ của tất cả rồi. Em thực ra thì sao gì nữa đâu? Thực ra thì sao? Thực ra là chúc mừng thôi. Thực ra thì... mê vậy thôi, chúc mừng tụi con. Cô với chú Duy cứ ngồi nói trời ơi, nó làm giống như mình nói, nó làm giống như mình nói kìa, em nó nhớ hết. Và thật sự cô rất hạnh phúc vì điều đó. Và cô mong rằng á, những cái tự nhiên này tụi con sẽ giữ hoài. Cô không muốn là khi mà được khen rồi cái sau này cái tụi con sẽ lố hơn hay là nhiều hơn, thì cô không có muốn như vậy. Và quan trọng hơn vẫn là cái giọng hát của tụi con. Và thiệt luôn, để nói cho nghe, những cái duyên dáng mà bên trong cái bài hát là ảnh chỉ tự làm. Vậy quá ra cô Như không làm gì hết ư? Bản năng và năng khiếu của hai làm nói gì nó dập em quá. Kệ nó, kệ nó. Tiếp nè chị nè. Những cái mà tụi con làm á, cô cảm thấy rất thích. Diễn thì diễn nhưng mà vẫn tập trung với hát, cái đó là cái điều mà cô thích nhất ở tiết mục này. Cô tự hào lắm, cảm ơn các con. Là con xin cảm ơn cô Khả Như và chú Thanh Duy đã cho con một tiết mục thật hay ạ. Thật là cảm ơn. Cái này là tự làm đó. Mỗi cặp song ca sẽ là một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau, đúng với tinh thần mà các cặp huấn luyện viên muốn truyền đạt, đúng không ạ? Ông trai hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ sẽ là một tiết mục sẽ đưa tất cả chúng ta đến một sân khấu nhạc kịch cực kỳ mơ mộng, cực kỳ đáng yêu. Và ca khúc Never Enough, một ca khúc rất là thành công ngay bây giờ trên sân khấu này, với sự thể hiện của hai bạn nhỏ Minh Thư và Thảo Nguyên, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. For me, never.
never, 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 never for me. Ủa ngủ luôn hả? Dậy đi. Hôm nay cho Thảo Nguyên và Minh Thư. Tưởng đâu ngủ luôn rồi chứ. Mời tụi con ra sân khấu nào. Ủa tay cho hai con. Với cái phiên bản gốc á, hoành tráng, quá là lộng lẫy, nhưng tụi con thì rất là mơ mộng và đúng với lứa tuổi của tụi con luôn. Cô Khải Như với chú Thanh Duy có cảm nhận gì ạ? Rất là hợp với đội của cô Hòa. Nhìn vô là biết đây sẽ là đội của cô Hòa luôn. Chú rất là thích cái phần mà tụi con hát giả thanh, đúng nốt, mượt mà. Tiếc ở một chỗ là cái đoạn mà cao trào nhất thì tụi con lại chọn hát ở trên giường. Cái giường nệm nó êm á, mình đứng á, mình bị lúng. Và khi mình lúng á, thì mình cứ hay bị lắc lư. Mà mình lắc lư như vậy á, thì cột hơi mình không vững. Có một cái lỗi mà Như đã từng bị rồi với thí sinh của mình. Đó là đến cái đoạn quan trọng nhất để giữ cột hơi, để hát thật hay thì lại cho thí sinh chạy trên sân khấu. Rất khó, nhưng tụi con đã vượt qua được, về bờ an toàn. Chúc mừng tụi con. Cô nghĩ là mỗi tiết mục thì cái sự cảm nhận ở khán giả đều khác nhau. Sự cảm nhận của cô là cô nổi da gà ngay từ khi mà hai con hát những cái câu đầu tiên. Và cô cảm thấy giống như mình lạc vào cái xứ sở thần tiên vậy đó. Giọng hai con rất là trong trẻo, giống như là cô đang bị hút vào cái câu chuyện của hai con vậy đó. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thu hút luôn. Với một người khán giả như cô là đã chinh phục được cô rồi. Mặc dù hai đứa mình ngồi chung một đội, nhưng mà riêng bài hát này hai đứa mình trái chiều. Bài hát này là một cái bài hát có quãng rất là rộng luôn. Cảm giác của chú bài hát này khó tính chút xíu là chú thấy nó chưa có được tới cho lắm. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tại vì thực ra em rất là buồn. Đây là một tiết mục em khá là hy vọng. Không phải ai cũng có một cái bản năng, cái bản năng về cái sự biểu diễn nhạc kịch ấy ạ. Đây là một cái thử thách mà đặt cho các con. Nhưng khi mà các con tập thật sự đã làm tốt hơn rất là nhiều. Nên là rất là mong là mọi người thông cảm. Không sao. Nhạc kịch là một cái quá là khó. Đối với em mà em làm còn không phải xuất sắc ấy. Quan trọng là mình dám thử hay không. Dạ vâng, nhưng mà thật sự các con là những người mà có tố chất và có khả năng để làm được những cái điều này. Nhưng mà thời gian để tập luyện cho một tiết mục này nó quá ngắn. Em mong tất cả mọi người hãy cổ vũ cho hai bé ạ. Đến bản thân cô cũng vậy, khi mà cô diễn một cái vở kịch hay là một bộ phim nào đi chăng nữa, 100 người khán giả nhìn thấy cô và chắc chắn không phải 100 người đó đều khen cô. Và mình phải chấp nhận điều đó. Và cô cũng không được tự ti là tại sao 100 người đó đều không thích mình 100% vậy. Ở nơi đây có người khen con và có người chưa hài lòng với lại tiết mục của con. Con vẫn tiếp tục
tự tin là hôm nay mình đã thật sự cố gắng hết sức ở những cái buổi tập, và ngày hôm nay tụi con đã rất thành công rồi. Cô biết cô Hòa dành cho tất cả những cái thành viên ở trong đội cô Hòa quá nhiều tình cảm đi. Cái sự kỳ vọng đúng rồi, quá lớn. Đối với một người khán giả như cô thì tiết mục hồi nãy rất là hay. Cô vui lên. Không có gì tuyệt vời bằng cái việc mà mình đã làm với những gì mà mình hứng thú nhất, phù hợp nhất đối với mình. Và cô Hòa thì muốn cho các con thử về cái thể loại nhạc kịch. Và rõ ràng khi mà chú nhìn lên, chú rất là thích và rất là thương tụi con, là bởi vì tụi con đã tiếp nhận hết tất cả những gì mà chú đã dạy cho con, tập cho con. Và đó là một cái chú rất là trân trọng. Dạ cảm vâng. ơn tụi con. Thật sự nè, ngày hôm nay tụi con đã làm rất là tốt rồi. Một tràng hú tay nữa cho Minh Thư và Thảo Nguyên chứ còn nói gì nữa. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc rất là quen thuộc mang tên Ngựa Ô Thương Nhớ. Và tiết mục này sẽ được thể hiện bởi Hoàng Minh và Hà Vi, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời.
Và đó là Hoàng Minh và Hà Vy. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Xin mời ý kiến của Hoàng Minh Di trước ạ. Yeah. Trời ơi, như là hai khủng long con. Anh biết kiểu giọng nam giọng nữ thường là thấp cao nó rất là khác nhau ấy. Nhưng mà đây là giọng giống như mình chẳng biết đây là hai nam hay là hai nữ hát với giống nhau. Vì đây là giọng ca chưa dậy thì. Thật sự là tất cả các tiết mục của anh Trung là em phải khâm phục về cái độ dàn dựng luôn á. Đội các con vừa hát vừa nhảy vừa làm như thế là quá kinh luôn. Tuyệt. Về chất giọng này á thì sẽ có rất là nhiều những cái mảnh đất màu mỡ cho tụi con cài. Chú có tưởng tượng giống như đây giọng này giống như giọng mà giọng lò luyện đơn lửa mà nó thật hay là bạc kim tinh. Mà có thể luyện được linh đơn luôn, hiểu không? Tức là giọng tụi con rất là khỏe, phần biểu diễn của tụi con năng lượng, dễ thương. Vì lửa của mình rất nhiều, nếu mình không kiểm soát được cái lửa đó thì lâu lâu tụi con sẽ bị những cái nốt hoặc là những cái chỗ mà mình bị to quá thì mình cần phải tiết chế. Có những lúc mình hát thật là máu lửa nhưng sẽ có những lúc mà mình cần phải mình gom cụm lại cái giọng hát của mình thì lúc đó tụi con sẽ đạt lên một cái tầm cao mới trong giọng hát của mình. Cố lên! Hay quá! Cảm ơn cô chú. Thật ra thì các cô chú nói về con những cái vấn đề được và chưa được là đúng y chang như vậy của hai con đó. Cái bản lĩnh sân khấu á, một là cái người đó phải có bản năng, hai là người đó phải cần một cái quá trình rất 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 là nhiều để có thể làm quen được. Nhưng mà thời gian chương trình của mình không có thời gian nhiều để mà cho bản thân mình tập luyện. Nhưng mà ngày hôm nay hai con cũng đã hết mình để có một cái tiết mục tốt như vậy thì chúc mừng hai con. Trong 8 thí sinh mà lọt vô vòng này á, Hà Vy con là người chú chọn cuối cùng. Chú không thất vọng về con. Còn Hoàng Minh hôm nay con hát con bị rất nhịp. Chú rất tiếc cái điều đó, tại vì riêng về phần hát là chú tập cho tụi con kỹ lắm. Ngày nào chú cũng tập hát cho tụi con, nhưng mà con bị hát rất nhịp, chú hơi buồn chỗ đó. Riêng nhịp là phải vững. Nhưng mà nhớ là trong cuộc thi này tụi con học hỏi rất là nhiều. Minh chịu khó về cười xíu nha con. Cười cái coi. Dạ dạ. Cười hết chưa? Mức rồi. Hết mức rồi. Ra cười chụp hình nè, cười. Cười chưa? Hết mức rồi mà. Cười rồi hả? Rồi. Cấu hình vậy rồi thôi, giờ phong cách luôn rồi. Ra xíu nữa con, ra xíu nữa. Ra. Con về con phải để hai cái ngón tay vô cái khóe miệng con này con nhích lên. Đó bây giờ con về con nhìn vô trong gương nha. Con để hai ngón tay lên đây như chú xù làm. Trời cho ơi, con. Trời ơi chú biết là bữa nay rất con là dễ thương rồi. Chú biết là chú mua hai miếng băng keo dán vô rồi. Trời ơi, những cái này nó rất là nhỏ thôi. Tụi con cố lên nha, ngày hôm nay quá là dễ thương với ngựa ô thương nhớ. Phi vô con. Con cảm ơn các cô chú ạ. Nói cũng phải cười lên. Cảm ơn con. Đó, đó, đẹp rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại những tiết mục được đầu tư vô cùng hoành tráng, những cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem kết quả đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời các con! Yeah. Rất nhiều sự cố gắng, luôn luôn có những nụ cười trên môi. Và bây giờ sẽ là quyết định đến từ anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Ngày hôm nay có những tiết mục của các bé không chỉ một phần của Hồ Việt Trung và Diệu Nhi không, mà đó là tất cả sự đóng góp của các anh ban nhạc, anh em trong ekip, từ âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ chung tay tạo nên những tiết mục này. Và đặc biệt nữa đó là anh nhạc sĩ Minh Vi. Những bài hát trình diễn ngày hôm nay, cái bản hòa âm nó rất quan trọng. Những cái bài hòa âm đó là đều do anh Minh Vi chỉnh sửa và đã hoàn thiện để cho các bé diễn tốt ngày hôm nay. Một nửa siêu vị trong một chạm tay nước anh Minh Vi. Ngày hôm nay tụi con đã thể hiện hết tất cả những gì ba căn dặn tụi con. Nhưng cuộc thi đôi khi có những cái lỗi rất là nhỏ, nhưng đó lại là cái điểm mà làm cho mình bị trừ điểm trong cái tiết mục của mình. Chỉ có 3 đội được vào thôi. Và đó là điều khó khăn nhất, sợ nhất cái giây phút này. Sợ lắm luôn á, không dám đối diện với nó luôn. Bây giờ phần công bố này xin được phép nhường cho Diệu Di. Trời ơi, xuất sắc. Thật ra thì cô rất là thích tinh thần của Nhi. Vì con đam mê và con yêu thích ca hát cho nên con đã tiếp tục quay trở lại với chương trình. Cô và chú Trung cũng hy vọng chúng ta đã có những cái kỷ niệm đẹp với nhau nè. Cùng ăn nè, cùng ngủ gục với nhau nè, cùng chơi với nhau. Trong 4 cặp này, cặp nào dừng lại không có nghĩa là chú sẽ bỏ tụi con. Khi mà tụi con rời khỏi cuộc thi này sẽ hỗ trợ tụi con trong con đường sau này của tụi con nữa. Bất cứ điều gì khi mà tụi con cần, cứ điện thoại, ba sẽ hỗ trợ tụi con hết mình. Đừng có buồn, đi về sau lưng ba sẽ hỗ trợ tụi con những bước sau này nữa. Ok? Hay lắm. Và bây giờ sẽ là quyết định của anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi, xin mời. Hai bạn sẽ phải dừng lại.
là Hoàng Minh và Hà Vi. Tụi con đã có một hành trình quá là tuyệt vời cùng với tuyệt đỉnh Song Ca Nhí mùa thứ ba. Và xin được chúc mừng ba cặp đôi còn lại. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta có thể tỏa sáng trong vòng thi đấu tiếp theo của chương trình. Mạnh mẽ lên, không sao con, đi. Phải nói đây là những giây phút rất là khó khăn dành cho các cặp huấn luyện viên. Và bây giờ sẽ là kết quả đến từ cặp huấn luyện viên ca sĩ Thanh Duy và diễn viên Khả Như. Xin mời tất cả các con quay trở lại sân khấu nào. Một tràng pháo tay cho bốn cặp đôi. Phải nói rằng là đóng mát anh Thanh Duy và chị Khả Như, rất nhiều cá tính nổi bật ở trên sân khấu này. Đây cũng là một bài toán khó dành cho chính bản thân anh chị. Xin mời sự chia sẻ của anh Duy và Khả Như. Chúng ta đã có những phút giây rất là vui vẻ cùng nhau. Chú xin mời Mỹ Anh, Thu Huyền bước lên trên. Tụi con an toàn, chúc mừng tụi con. Một tràng pháo tay cho Mỹ Anh và Thu Huyền. Mời tụi con lùi về sau một bước. Quốc Hưng, Gia Nguyên bước lên trên. Tụi con có một tiết mục xuất sắc nhất của tuần này trong đội của chú. Cảm ơn tụi con. Tụi con an toàn. Mời hai cặp đôi còn lại, các con bước lên phía trước. Chú rất xin lỗi vì đã chia tay hai con ở đây. Trước khi chia tay, chú muốn nói nhỏ một điều thôi. Quang, tự tin vào bản thân mình. Chỉ khi con tự tin vào bản thân mình, con mới thể vượt qua hết tất cả mọi gian khổ trong cuộc đời này thôi. Đừng quan trọng về những gì mà mọi người đang nói về con, và tìm ra cho mình một con đường để mà mình có thể phát triển. Kha Thi cũng vậy. Con là một cô gái dễ thương, duyên dáng, xinh xắn. Nhưng mình không chỉ có cái đó, mình cần phải biến hóa mình hơn. Và chú tin là với cái chất giọng này, với cái ngoại hình này, tụi con vẫn là một viên ngọc rất sáng. Và chú hy vọng sẽ gặp lại tụi con trong tương lai. Cảm ơn tụi con rất nhiều vì đã tới tuyệt đỉnh Song Ca Nhí. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn nhiều. Bây giờ tất cả team chúng ta hãy ôm nhau một cái nào được không ạ? Yeah, tràn đầy năng lượng. Minh Dù tin chắc rằng là Nhật Quang và Cathy của chúng ta dừng lại tại đây, tại vòng thi đấu này. Nhưng hai bạn nhỏ sẽ luôn luôn giữ vững đam mê của mình và sẽ tỏa sáng hơn trong những chương trình tiếp theo. Xin được chúc mừng ba cặp đôi còn lại. Chúng ta sẽ bước vào vòng tiếp theo của chương trình tuyệt đỉnh Song Ca Nhí mùa 3. Và bây giờ sẽ là kết quả đến từ cặp huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời bốn cặp đôi, các con quay trở lại sân khấu ạ. Đó, vẫy tay luôn, dễ thương lắm. Xin mời Huỳnh Lập và Hoa Minzy. Chúng ta lại phải đối mặt nhau trong những giây phút không mấy là dễ chịu. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt thôi các con à. Chú luôn dặn các con hoài, khi mà tụi con đã được vào vòng trong, không phải là tụi con giỏi nhất. Mình phải luôn có một sự khiêm nhường. Còn những bạn mà không được vào vòng trong là bởi vì không phải là mình không hay, là do một vài cái vấn đề gì đó mình không được may mắn thôi. Hồi xưa chú đi thi á, chú bước lên sân khấu rồi rất là run, run cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ chú ngồi đây với vị trí là huấn luyện viên, chú cũng run, cô Hòa cũng run, không kém gì tụi con đâu thiệt sự. Mình phải quan sát hết tất cả từng bước đi, những cái lời hát, từng những cái đưa tay của các con, từng ánh mắt. Phải quan sát rất kỹ, căng thẳng cực kỳ luôn. Và chúng ta đã có được rất là nhiều kỷ niệm và học hỏi cùng với nhau rồi. Mình vẫn luôn yêu thương nhau các con nha. Lần này cô cũng sẽ mạnh mẽ hơn, bởi vì là con cũng muốn là các con sẽ mạnh mẽ. Cái năng lực của cô Hòa nè, nhiệt huyết của cô Hòa, tính đến thời điểm này là cô Hòa đã dành hết cho các con. Của cô Hòa hy vọng là các con đã có những cái kỷ niệm thật là tuyệt vời cùng với cô Hòa và chú Lập. Vòng trước ấy, khi mà cô chọn á, để cô có những người sẽ ghép cặp với nhau và sẽ có những cái định hướng trong tương lai của mình. Và các con đã đứng ở đây, đã lắng nghe và đã thực hiện những lời mà cô dạy. Còn ngày hôm nay, luật của chương trình, cô vẫn phải loại đi một đội. Đội của cô loại ngày hôm nay sẽ là do kết quả mà các con trình bày trên sân khấu ngày hôm nay. Cô xin được phép mời đội sẽ dừng bước tại chương trình. Nguyên và Minh Thư. Cảm ơn hai con. Vậy là Thảo Nguyên và Minh Thư sẽ phải dừng lại cuộc chơi của chúng ta tại đây. Và xin được chúc mừng cho ba cặp đôi còn lại.